toàn bộ gia vị của lẩu sẽ nằm ở trong cái khối to to này. Khi vào nhà hàng gọi một nồi lẩu chua cay thì trong nồi chỉ có nước và ớt. Bạn gọi lẩu nào thì gói nêm lẩu đó sẽ được đem ra và bỏ vào trong nồi nước này. Bật lửa lên nó sẽ tan ra hoàn toàn và gia vị cũng phù hợp với những người Trung Quốc. Tôi đã ăn thử khá cay và nhiều dầu.